Dân Thanh hỏi chiến tranh Việt Nam tới hả sư phụ Kiệt? Thì Trung Cộng bây giờ nó bắt tay với anh Putin mới không? Nói giờ tao mày bị dí tới đường cùng rồi, bây giờ bị tao với mày phải, tuy là tao không có ưa mày, mày không có ưa tao, nhưng mà tao với mày cùng đột phá dòng dây nha Putin. Đó là anh Tập anh nói để mình dịch cho quý vị nghe. Tao mày cùng đột phá dòng dây, nếu không là tao chết mày cũng chết. Nghe Putin nói đúng rồi đó, mày chết tao cũng chết, cho nên tao mày đều đột phá dòng dây. Nhưng mà sao mày ngu quá, hồi trước khi tao vừa đánh Ukraine nó mày không đánh Đài Loan lượt luôn đi, để cho nó mệt, cho Mỹ nó mệt. Mày để làm chi cho cả năm, bây giờ tao hết sức rồi, tao bây giờ thân lao bầm dập tao lo tao không xong là làm sao bây giờ. Tại đó tao ngu cho nên tao mới không có cùng đánh lượt với mày. Chứ hồi xưa tao cũng ngu nữa, lúc mà tao còn cái cơ hội để mà tấn công Đài Loan gọi là thế phủ đầu á, lúc nó chưa có những cái lá chắn đồ, chưa có vũ khí đồ của Mỹ đồ bán, tao không đánh trước. Hôm nay tao mất nhiều cơ hội quá, nhưng mà đường nào tao cũng chết. Giờ tao khôn rồi, tao nhất định tao phải đánh. Tao không đánh là tao chờ hai sắp sửa thằng Trump với Kevin McCarthy á, mà nó ấy nó cũng đánh tao à. Thà tao đánh tao chết, anh hùng quanh quanh lực liệt, cứ là anh hùng Tàu đúng không, quân tử Tàu chết trên chiến trường. Hỏi bằng cầu thì trở lại nhiều quá người ta. Thôi nước mình muốn không có chiến tranh nữa, mỗi người làm ơn cầm cái nhang ra ngoài sân á, không có lon sữa bò thì cứ hứng chổng chổng hơi khơi mà sân á, cầm vô gốc cây gì cũng được. Xin các chư vị đừng có để cho nước Việt khổ nữa, sớm để mà sum họp đoàn tụ. Bắc Nam cũng đoàn tụ, hải ngoại quốc nội cũng thành một nhà, chim hiền về tổ để xây lại một cái đất nước Việt tương lai giàu có hùng mạnh. Đó là mong muốn cái kia. Nhưng mà lơ mơ kỳ này nếu mà Trung Cộng nó đánh mình á, nó cho một miền thọc bờ sườn nha. Nó có sân bay ở bển rồi, hải quân nó có ở miền Tây, ở chỗ ở đòi lấy Phú Quốc nữa ta. Cháu tham quá à. Rồi cái Hoàng Sa nó cũng có một số vũ khí nữa, nó tấn công vô, nó đánh. Rồi ngoài Bắc đó, thì đảo Hải Nam với Hoàng Sa nó có ở ngoài đó nữa. Nhưng mà người tính cuối cùng không bằng trời tính, của Sisa sẽ trả lại cho Sisa. Hồi xưa có mấy vị có nói kìa là Hoàng Sa Trường Sa sau này khi Trung Cộng chia năm sẽ bảy, nó lo nó không xong. Hải quân của mình á, đi kiếm gòi á, lùa mấy con vịt ra khỏi cái đảo, lấy đảo lại, ra khỏi còn phải đánh. Ngày lúc mà lộn xộn hoặc là bị đốt củi, hoặc là bị này bị kia. Có một bữa có một người kể cho Kiệt nghe, hồi lúc mà chị rộng lửa mình á, mình gọi là chị nha, bà ấy cũng đàn chị mình á, miệng bà banh kêu bà chị. Lúc trước khi mà bị bắt mình đã cảnh cáo rồi, bà cũng là cùng nhảy dù xuống cái kia đó. chung đồng đội, nhưng mà quên đi cái điểm của mình. Mà nghe đâu chị rồng lửa đi du ngoạn vô gì đó, đi đâu ta, đi tham quan ở Lăng Ba Định, cái vừa về cái là bị bác mại tấm liền. Bởi vì ai mà đi vô đó một vòng là sẽ có chuyện, tốt nhất là mình tiễn bác về trời đi, nếu bác là Phật. Mà dầu cho bác đó là Phật thiệt thì bác cũng đã đi rồi, mà không có cần thiết phải em để cái Lăng Ba Đình nằm đó. Đây thể chế vô thần đã đi vào quá khứ. Bữa giờ nói chuyện trước Tết tới giờ khô cổ, mà vẫn còn khô cổ.
Nhịp chàng hỏi thủ, nếu con làm ở butcher hay cleaner có bị nghiệp không? Nó không có bị nghiệp, tại vì mấy con heo ở Mỹ hay bò ở Mỹ nó giết bằng máy. Còn con làm ở đó con sẽ thịt đó, thì cái nghề nó cũng không có phải thấy hết. Nhưng mình thấy mình thấy mấy cái đó mỗi ngày mình cũng ám ảnh đó. Ngày nào hay hơn, nhiều tiền hơn, đổi đi. Hello. Hello. Sư phụ. Hello, con chào sư phụ. Nghe này thuộc nghe. Con tên là Thi Ngọc Diệp, con bút giá máy bay, con dẫn mẹ con qua. Sư phụ. Làm thiệt hả? Thôi ở bển đi, đi qua làm chi tốn tiền vé máy bay. Thôi. Lên trên mạng bật điện thoại cái là vừa nằm chỏng chẳng trên võng trên sofa, vừa ăn cà rem mà vừa coi sướng hơn rồi đi cho cực khổ. Con biết nhưng mà con muốn qua là cũng ở trên núi lâu hơn với lại cha lại mẹ lâu hơn. Đợt trước qua cái có chừng có 15 phút cái thành cái viên cái gia đình phải đi về về lẹ. Bây giờ con sẵn dẫn mẹ qua cái đại cha đại mẹ để thăm sư phụ, nhưng mà con không biết là làm cách nào đi vô núi được, lên núi được với số mã số có nói gì ạ? Dạ, con ngày 7 tháng 4 là con ở đó đó. Ok rồi, gặp con ngày 7 tháng 4. Vậy con biết số đâu thì sao con lên? Con cứ tới ra cổng thì không sao, đây có người xuống mở cổng không lo gì. Cứ nhắn theo cái số này nè. Dạ dạ. Nhắn tin nè. Ok dạ, bà. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn. Tại vì mấy dì cũng ở bển, cái đi không được. Cái con với mẹ con dẫn mấy dì lên luôn là đầu tiên luôn. Đã lâu rồi. Hai dì kia đâu có tới muốn bao giờ. Rồi. Canada con hẹn từng đó con gặp. Ok rồi gặp. Từng nào ta cứ tới cổng thì không sao đi. Có ông học ông mở cửa thôi là. Ok con, bye bye. Ok con, cảm ơn cho con nhiều. Bye bye. Thì Tấn Nguyễn hả? Tên gì? Nói bà rồng lửa sinh năm 70. Bà rồng lửa lớn tuổi mình lớn hơn, giàu hơn nữa. Lớn tuổi hơn, giàu hơn, khôn hơn nữa. Mình lúc mà lên mạng mình đâu có lanh như bà. Tôi đẹp không? Tôi đẹp không? Ông mình lên mình bập bẹ. Bữa hôm có người lên núi. Trời ơi, anh ngày đầu tiên clip số 1, số 2, 3 nói chuyện giống như nít vừa bập bẹ. Bập bẹ. Giờ bị chửi nhiều quá thì vẫn còn bập bẹ nè. Mặt dày lắm á. 7-8 lớp da. Sư phụ đẹp trai, Vũ Đinh Đà Lạt. Đẹp không ta? Vừa mới nói chị hai lửa của mình á. Bây giờ mình đặt là chị hai lửa nha. Tôi đẹp, em đẹp không? Em đẹp không? Học sò em bự không? Từ nay gọi chị hai lửa đi, rồng lửa thì nó hơi kỳ. Đâu phải là cho mới hớt tóc thôi. Mới hớt tóc. Nó không có cái gì thoải mái bằng mặc áo thun ở nhà bình thường. Ở dưới chân này không có mang vớ nữa. Mà livestream cũng làm được các clip cũng gọn lẹ dễ. Hồi xưa lúc mà bỏ phòng này đi lang thang gần năm hai năm nay á, cũng không có về phòng này. Rồi bữa nay mở lên rồi điện tử rồi nó cũng còn hoạt động được là mừng nè. The singing of time tenet là sao? Hiếu Phạm. Có nghĩa là mình viết khi bài Kính Thiên số 1 ra đời năm 1980 á, thì lúc đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Tại bên Nga đó, những cái nước Đông Âu đó, nó không còn theo cộng sản. Thì cái bài Kính Thiên số 1 á, là nó xoay chuyển cả cái quả địa cầu của mình. Kính Thiên đã chiếu xuống trần đó. Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên á, bài Kính Thiên của mẹ. Thì cái đó là một cái bài kinh của trên trời của Phật. Khi bài đó ra đời thì trái đất này bắt đầu thay đổi.
mà nếu mà thay đổi cùng một lúc á thì nó lại xáo trộn giữa âm chánh và tà, cho nên bề trên mới cho lại bốn nước còn lại tại cho tới ngày hôm nay, là giống như để mà bốn cái dù giữ thăng bằng lại dưới đất. Rồi khi cái bài Kính Thiên số 2 ra đời là năm 2017, ở trên mới cho bài Kính Thiên thứ hai, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, giáng cơ mở đạo, thiên tâm cứu đời. Đó là bài Kính Thiên số 2. Khi bài Kính Thiên số 2 ra đời thì bắt đầu tất cả cái cục viện diện của trái đất này nó xây vào một cái gọi là cực kỳ nguy hiểm và khổ, sẽ có sự chết chóc lúc đó trước khi có Covid nha. Thì bề trên đã nhìn thấy cả khí hậu, lạnh thì lạnh quá, có nơi thì quá lạnh, có nơi thì quá nóng, rồi động đất, rồi thiên tai, rồi rồi bắt đầu tới dịch Vũ Hán của Trung Cộng, dài tới ngày hôm nay, để mà sàng lọc với con người của mình, ai mà vô thần, ai mà vô nhì, ai mà hung dữ thì sẽ chết với Covid. Thì hôm nay mình có 30 triệu người á, tại bên Trung Cộng nó chết tới mấy chục triệu người, thế giới bây giờ 8-9 triệu người, thì khoảng 30 triệu người trong choáng nhóm mắt không đầy mấy năm. Quý vị thấy trong lịch sử nhân loại gần mấy trăm năm nay đâu có trái đất mình đâu có đại nạn dữ như vậy. Thì từ năm 2017, 18, 19 cho tới hôm nay chưa đầy 6 năm mình chết 30 triệu người. Chớp mắt một cái ở bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng động đất rồi, bữa tính ra thì cũng cỡ 50.000 hay 100.000 người nữa. Đó là gì? Giữa chánh và tà. Ở trên trời á, thiện thần với tà thần cũng đấu với nhau chí chóa chẩn. Cho nên mình thấy những năm gần đây á, thiên tượng và bầu trời thay đổi dù những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, giống như phượng hoàng hay là rồng hay là phượng hoàng đỏ mà xuất hiện ở Sài Gòn đó, quý vị thấy không? Cho tới mà đây là bản đồ nước Việt Nam, quý vị biết này là bản đồ nước Việt Nam nha. Mà lúc đó Kiệt đã được cái hồn thiên sông núi của nước Việt á, đã dạy dỗ cho Kiệt. Thì ở trong đó có những vị thần, những vị vua của nước Việt, họ về họ dạy Kiệt. Nhưng mà họ là vô vi, Kiệt là nửa người, nửa không phải là con người, nửa người phàm, nhưng mà không phải người phàm. Thì quý vị nói làm sao mà để cho nước Việt thức tỉnh, để biết là có trời Phật, có những vị thần thánh sau lưng của mình đang uyển chuyển quả địa cầu. Thì lúc đó mấy vị mới làm ra cái bản đồ nước Việt Nam này nè. Khi quý vị làm cái bản đồ nước Việt Nam này á, để cho những lãnh đạo và những con dân nước Việt á phải thức tỉnh. Ồ sao chuyện lạ, nhưng mà họ chỉ thấy chuyện lạ rồi cái họ cũng quên. Rồi sau đó Phượng Hoàng lửa xuất hiện ở Sài Gòn để báo động những chuyện không hay xảy ra nữa. Đây là Phượng Hoàng lửa. Cái Phượng Hoàng xuất hiện ở Sài Gòn, người ta cũng thấy lạ rồi chụp cái đống hình, rồi cuối cùng rồi cũng lơ. Bởi vì chúng sanh nó lì, cực kỳ lì, không có hiểu sao mà phải mà nói chuyện. Đúng ra đó, khi mà mọi người biết Kiệt tái sanh mang thân người, lại cũng phải quản hồn đi phải không? Ai cũng phải tu tập, ai cũng phải thức tỉnh. Không, ở trên phải cho nhiều hiện tượng vậy mà cũng không biết sợ. Tới ngày hôm nay cũng vẫn chưa biết sợ. Rồi, cầu này cầu Long Biên đó, ở Hà Nội nha quý vị. Thì câu này là Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh,
mã đời dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Cái nghe là những cái hiện tượng này để báo cho mình biết là cái trái đất này nó qua một thời kỳ đen tối. Nhưng mà sau thời kỳ đen tối á, sẽ có một vị Phật, một sức chúng để mà làm lại cái trái đất này thanh bình và mọi người có cơm no ấm, sống một cuộc đời vui sướng. Đó là vàng kim. Thời vàng kim mà mình nói tiếng của bên miền Tây á, thì là Hội Long Hoa đó, thì có người hiểu nhưng mà Bắc có nhiều người không hiểu. Thì mình nói thời vàng kim tức là thời sung sướng. Cái gì thấy á, mấy ông rồng của kỳ đó xuất hiện rất là nhiều lần trong bao nhiêu năm nay để cho mọi người biết là rồng phụng trên mây, ai mà có phước sẽ nhìn thấy được rồng phụng trên mây. Thì tất cả những gì bề trên đã làm hết sức mình rồi, và đồng thời kiệt mang sắc phàm, nhưng mà kiệt là con của Thượng Đế, tuân lệnh của cha và hội đồng chư Phật, xuống đây mang tiếng người, mang thân người, nói ra tiếng người, nói ra tiếng Việt, để mà đánh thức tỉnh biết bao nhiêu người, để mà dìu dắt con rồng cháu tiên đi đúng đường thuận thiên. Thì 4 năm trước Kiệt lập ra kênh này để mà ngài mà gọi là còn bập bẹ, để mà cho mình hiểu được là mình làm gì làm mình phải giữ cái nền đạo đức, mình không có cãi được với ý trời. Người nào cãi với trời, giàu cho tiền của giàu sang cực kỳ bao nhiêu, cuối cùng rồi buông tay cũng không có mang theo được gì, chỉ mang theo tội mà thôi. Đó là làm thú. Kiệt mang thân người lên đây nói đến 212 cái clip, tính luôn clip này là 4-5 năm nay, những lời nói đều là từ trong cái trái tim nói ra, lời thật, lời thiệt. Có những cái chuyện nói nó siêu nhiên. Tại vì ban ngày thì Kiệt lên đây Kiệt là người thường, nhưng ban đêm Kiệt không phải người thường. Kiệt nói những cái siêu nhiên, nhưng mà ngoài kia có những người biết tu tập tâm linh họ hiểu. Cái quan trọng là nó có đúng hay không. 212 cái clip tới ngày hôm nay, những cái gì Kiệt nói nó hoàn toàn có thật, xảy ra 90%. Cái kế tiếp là Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện. Đó là cuối cùng của cái thế giới này sẽ có chiến tranh thứ ba, sẽ xảy ra đều hết, toàn diện hết. Hôm nay người nào mà còn nghi ngờ Kiệt hay là không hiểu nữa thì coi như là Kiệt bó tay bó đuốc, không có biết làm sao mà để nói cho họ hiểu nữa. Bởi vì chỉ cần gán ăn hiền ở lành, gán tu tập, đó là mong muốn của Kiệt. Chỉ có vậy thôi, càng đông người mà về trời chừng nào á, thì Kiệt được cha mẹ khen. Cho nên Kiệt mong quý vị về hết kỳ này đông đông với Kiệt. Chứ còn bây giờ á, gần 4 năm chỉ được có một số nhỏ thôi, không có tới một phần nghìn nữa họ thiên. Họ không có hiểu, họ không có hiểu và bị chướng ngại nhiều quá. Phật tử thì chắc cờ gục cờ gù, còn con chiên thì quá cứng, khó độ. Rồi dân chơi mã tấu thì thôi càng khó nói chuyện luôn.
rồi mấy anh kiến cận nữa, bó tay với kiến cận luôn. Người sân trước sân sau giàu có thì càng không có hiểu mình nói luôn, cho nên năm loại đó thì đầu hàng vô điều kiện. Có năm loại đó, hello, nay điện thoại để silent, nhiều người gọi. Món ăn ngon, nói chú nói về bảo đi chú. Hồi Tết thì nói mấy gì, nói là khí hậu của trái đất từ từ ổn định lại nha quý vị, mưa thuận gió hòa. Phải bắt cái điện thoại này cho ai mà nó gọi hoài ta. Hello, hello, chúc mình nói những hương linh vong linh đã ăn năn sám hối làm sao để có thể giúp họ được cơ hội đầu thai trong kỳ đại ân xá. Quý vị nên nhớ mình còn một hơi thở cuối cùng khi mang xác phàm, nó cực kỳ quan trọng. Còn Kiên đã từng giải thích ở trên núi Kỳ có những vong linh nó chết hàng mấy trăm năm, giờ kêu nó tu nó không biết tu nữa, nó chỉ đi lang thang nó xin ăn thôi, tại vì cái tưởng giác của nó cũng đòi ăn đó. Chứ còn mà vong linh đó mà tu á, mà ngồi thiền á, mình chỉ ngồi nửa tiếng là mình vô định phải không, còn nó phải ngồi tới nửa tỷ năm á, tại vì không có thân người làm sao mà tu. Cho nên khi thường nói với vị là mình còn mang thân người một phút thì mình phải trân trọng cái xác phàm một phút tu tập để mà mình được nhiều hơn. Còn khi đã thành ma rồi em chỉ có đi phá làng phá xóm rồi đi đòi ăn đòi uống tối ngày thôi à. Rồi cứ tụ tụ vô trong chùa vậy đó. Ngày nào mà cái người ở trong chùa mà không có cúng á là bắt đầu tối là kéo chừng tài, những cái hành động vậy đó. Mười Ly, con muốn hỏi về ông Thánh Giống có thật không? Thì ông Kiều Nguyên Tá làm sao á, thì ông Thánh Giống như vậy á. Họ biết sấm cơ, họ đặt ra một đống thiên tử giả, một đống Phật Di Lạc giả.
Họ nghĩ những người này trong tương lai sẽ những cái dù để cho họ nắm nếu mà có chuyện gì phải không? Thế cho nên tự mình suy nghĩ. Còn làm thiên tử mà cũng có thiên tử giả nữa, thấy tức cười không? Có khi nào vàng vàng giả hay là cục than đó, thành cục vàng không vậy? Cái thật cái giả ai cũng là chánh, ai cũng là tà, nhưng mà làm cái gì có lợi ích cho quần sanh á thì đó là chánh, đó là thật. Quý vị phải có chánh kiến, phải biết hỏi, chứ còn hỏi câu bình thường quá nhìn là biết rồi. Thiên tử phải có rồng hộ mệnh, phải có ngọc ảnh và có quyền uy ở bên cõi vô hình, chứ không phải mà nói bằng miệng không ra quý vị. Ở trong cõi vô hình á, thiên ma đó nó quýnh lúc nào cũng hay á, phải có những vị hộ pháp, thì có 18 vị là hãng hộ nè, có thiên binh thiên tướng rất là đông nè, có mấy ông rồng 4-5 ông nữa nè, nếu không mới sắp phàm không có ngồi để nói chuyện được đâu đó. Còn mà kia ai muốn giả là giả, nhưng mà giả để mục đích để làm gì, mục đích tốt thì cũng không sao, nhưng mà mục đích mà chỉ mà lãnh lương mà cứ giống như cái máy bị ghè vậy, hát tới hát lui có nhiều đó hoài đó, không có biết gì khác ngoài đó. Còn lập đạo chỉ có con của ông trời mới lập, còn ngoài ra ít có ai mà dám gan mà lập đạo, quý vị nên nhớ. Tại vì lập cái đạo phải có ấn chứng của Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật thì cái đạo nó mới đúng, và người đó phải có chân mệnh, chứ đâu phải là ai xin thì là đúng đâu, vì ai cũng có quyền nói theo cái ý của ta mà, mình đâu có bịt miệng của mỗi người được. Có một cái là những người đó thuộc dạng nhà ma quỷ, cho nên họ không có sợ mất xác mất hồn, thì khi mà họ hết phước của thế gian đó thì lúc đó quá muộn rồi, kiện này cứu không có nổi, sinh cũng cứu không nổi. Trung tấn Bà Rịa Việt Nam bây giờ dân khổ lắm, trời ơi đang chơi bù vậy. Tất cả những đứa con họ thiên ở trên nước Việt phải khấn Đức Thầy, khấn Đức Thầy trước, rồi lúc đó Đức Thầy mới ra lệnh Kiệt mới về. Còn bây giờ Kiệt chỉ là người vẫn còn phải giữ cái xác phàm để mà lo những cái chuyện lớn, chứ tương lai chưa có làm được, để một đời này trọn vẹn rồi đi về với gia đình, kiếp này cái thành Phật thì không có tái sanh nữa. Khi mà đưa nước Việt lên hàng cường quốc thì nhiệm vụ đã xong. Có nghĩa là một người rất là cực kỳ khôn, giống như anh Phạm Nhật Dưỡng đi, anh đi khôn, anh giàu, anh tỷ phú, tới đây kiếm một người rất là nghèo, không ra gì, bán vé số hay là dân chơi trộm cướp, anh Phạm Nhật Vượng mới chia tài sản của anh ra phân nửa cho cái người đó. Đó là lý thuyết của các Mác Lênin nên là vậy đó. Cái là không cần biết mày khôn mày giàu mày siêng năng kiểu nào, cái thằng làm biếng á nó cũng phải ăn đồng chia đủ à, cái kiểu vậy đó. Nếu nói như vậy tại sao có người ở dưới địa ngục đầu thai lên, những con thú vật đầu thai làm thân người, song song lại có những chư thiên chư Bồ Tát ở trên trời đi xuống đầu thai làm người nữa, thì mình phải coi cái nào đúng cái nào là bị dụ quá không, mà dụ bị nhồi sọ từ đời ông cố ông nội gì tới đời cha tới đời con.